Với 87 phiếu thuận trong Quốc hội Israel gồm 120 ghế, ông Isaac Herzog, cựu lãnh đạo đảng lao động, đã được bầu chọn là tổng thống thứ 11 của nước này. Theo đó, Chủ tịch Cơ quan Do Thái Isaac Herzog, 60 tuổi, từng là cựu lãnh đạo đảng lao động, đã giành được 87 trên 120 phiếu ủng hộ, vượt qua đối thủ là chuyên gia ngành giáo dục Miriam Peres, trở thành người kế nhiệm tổng thống Reuven Rivlin. Phát biểu sau khi thắng cử, ông Herzog cam kết lắng nghe nhân dân, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng sự đoàn kết, bảo vệ địa vị của Israel trên trường quốc tế, chống lại chủ nghĩa bài Do Thái cũng như bảo vệ nền dân chủ của Israel. Dù tranh cử với tư cách độc lập và không phải là thành viên quốc hội, ông Herzog được giới chức nước này đánh giá cao bởi trình độ, bản lĩnh và là người luôn tập trung vào lợi ích của đất nước và dân tộc Do Thái.